số mệnh đời người nằm trong tay ai? Quý vị thân mến, người xưa có câu tử sinh hữu mệnh, phú quý tài thiên. Ý nói rằng con người sinh ra đều có số mệnh. Giàu sang phú quý là do số mệnh. Không phải điều gì chúng ta muốn là có thể thực hiện được. Cuộc đời mỗi người có lúc vui lúc buồn, lúc lên lúc xuống, lúc giàu có, hưng thịnh thì cũng có lúc chật vật, khốn khó. Đây chính là sự xoay vần của tạo hóa, cũng là ứng với duyên phận nghiệp báo của sinh mệnh. Vì thế không cần phải oán trách ông trời không công bằng, vì hết thảy duyên phận là đều có lý do. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không thể làm gì trước số mệnh, hay là sống vô trách nhiệm với cuộc đời của mình, lười biếng, thậm chí là gian lận, làm điều ác. Hãy cùng Chi Lý Cuộc Sống lắng nghe video ngày hôm nay để cùng tìm hiểu xem số mệnh đời người nằm trong tay ai. Và liệu rằng chúng ta có thể làm gì để thay đổi số mệnh của mình, quý vị nhé. Câu chuyện thứ nhất là họa, có muốn trốn cũng không được. Sáng sớm ngày 4 tháng 7 năm 1989, một máy bay chiến đấu MiG-23 cất cánh từ căn cứ không quân của Liên Xô ở Ba Lan để thực hiện một chuyến bay huấn luyện. Tuy nhiên, ngay sau khi cất cánh, máy bay gặp trục trặc và bắt đầu rơi mất kiểm soát. Phi công đã quyết định nhảy dù để bảo toàn tính mạng. Điều kỳ lạ là, sau khi người phi công thoát nạn, sự cố của máy bay đã tự động được khắc phục một cách không thể giải thích nổi. Nó lao về hướng Tây bằng chế độ lái tự động, rồi bay qua Ba Lan và Đông Đức vào không phận NATO. Các radar của NATO nhanh chóng phát hiện ra vị khách không mời này. Hai máy bay chiến đấu F-15 ngay lập tức cất cánh, đánh chặn nó trên lãnh thổ Tây Đức. Nhưng các phi công dày dặn kinh nghiệm nhanh chóng phát hiện ra rằng chiếc máy bay không có người lái. Điều này thật kỳ lạ, vì không có dự tính xâm phạm, cũng không mang theo vũ khí, cho nên sau khi liên lạc với mặt đất, các phi công đã từ bỏ kế hoạch ban đầu là bắn hạ chiếc máy bay. Với sự đồng ý của các nước NATO, chiếc máy bay Ma đã bay qua Tây Đức và Hà Lan và tiến vào Bỉ. Tuy nhiên, trên bầu trời thị trấn nhỏ Košice của Bỉ, nó rơi xuống một cách bất hợp tác và lao trúng vào một ngôi nhà. Con trai 18 tuổi của chủ nhà tên là Vim Dale đã chết tại hiện trường. Sau đó, trong một buổi trả lời phỏng vấn một tờ báo địa phương, anh trai của nạn nhân chia sẻ rằng ban đầu em trai của anh muốn đi mua sắm với mẹ và anh trai, nhưng đã thay đổi ý định vào phút cuối. Cậu nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu ở nhà ngủ. Không ngờ sau đó lại gặp phải tai họa bất ngờ này. Khi được phát hiện thì cậu đang trong tình trạng quấn một chiếc chăn màu be trên người. Trên quần áo có chữ bằng tiếng Pháp Avion, có nghĩa là máy bay. Sau khi sự việc được đưa tin rộng rãi, mọi người đều than thở số phận của Vim thật là tồi tệ. Cậu đang ngủ trong nhà cũng bị máy bay rơi vào người. Đặc biệt là từ máy bay trên quần áo của nạn nhân càng gây tò mò. Đây có phải là sự ám chi thầm lặng của số phận không? Vì vậy câu chuyện từ đó được lưu truyền, được tổng hợp từ nhiều nguồn và được kể lại. Trước đó, nạn nhân đã được cảnh báo trong vòng nửa năm tới sẽ gặp tai nạn liên quan đến máy bay. Chàng trai nghĩ thế thì mình không đi đâu xa, không đi máy bay thì sẽ không sao. Không ngờ điều gì phải đến vẫn sẽ đến. Đúng vậy, là phúc thì không cần trốn tránh, là họa muốn trốn cũng không được. Nhiều sự việc trong cuộc đời thực sự là do số mệnh đã được mặc định trước. Thế nhưng có phải vận mệnh mỗi người là sự sắp đặt của số phận là không thể thay đổi? Hãy cùng lắng nghe câu chuyện tiếp theo để có câu trả lời quý vị nhé. Câu chuyện Sự Thiệt Lương của Đoàn Khảo Cổ. Chuyện kể rằng sa mạc Sahara được mệnh danh là một vùng đất chết. Những người dấn thân vào hoang mạc đều không thoát được kiếp một đi không trở lại. Nhưng vào năm 1814, một đoàn khảo cổ đã xóa tan lời nguyền đó. Thời đó, bất cứ nơi nào trên sa mạc cũng đều thấy xương người. Trưởng đoàn khảo cổ nhìn thấy thế không đành lòng. Thương cảm với những người đã bỏ mạng nơi đây, ông đề nghị mọi người dừng lại, chọn những nơi đất cao để đào hố, sau đó đưa xương người xuống đó chôn và dùng thân cây hoặc đá để làm tạm một bia mộ đơn giản. Tuy nhiên, xương người trong sa mạc quá nhiều nên việc chôn cất đã chiếm khoảng thời gian lớn. Các thành viên trong đoàn oán trách: chúng ta đến đây làm công tác nghiên cứu khảo cổ, đâu có phải đến đây để thu dọn xương người chứ. Bị trưởng đoàn nói:
mỗi đống xương trắng đều từng là đồng nghiệp của chúng ta. Chúng ta sao có thể nhẫn tâm nhìn họ phơi sương lây hoang dã này chứ? Một tuần sau đó, đoàn khảo cổ phát hiện được rất nhiều di chỉ của người cổ đại và những văn vật. Những thứ này có thể gây chấn động trên toàn thế giới. Họ thu gom rồi khi bị rời đi. Bão cát bỗng nhiên nổi lên, liên tục trong vài ngày liền, không một ai có thể nhìn thấy mặt trời. Tiếp theo, la bàn cũng hỏng, khiến đoàn khảo cổ hoàn toàn mất phương hướng. Nước uống và lương thực cạn dần, họ đã hiểu ra vì sao các đồng nghiệp của họ không thể trở về. Trong lúc nguy nan, vị trưởng đoàn đột nhiên nói: "Đừng vội tuyệt vọng, khi đến đây chúng ta đã đánh dấu đường rồi." Đó là những bia mộ họ dựng nên ở dọc đường đến đây. Và thế là họ men theo những bia mộ đó mà tìm được đường ra khỏi sa mạc. Sau này khi trả lời phỏng vấn của báo chí, các thành viên của đoàn khảo cổ đều cảm động nói rằng: "Lương thiện đã giúp chúng tôi thoát khỏi sa mạc khi đó." Quý vị thân mến, giữa sa mạc mênh mông, sự lương thiện đã thôi thúc họ làm một việc vô cùng cao quý. Công việc đó vô tình mở ra lối thoát duy nhất cho cả đoàn khảo cổ tìm được đường về. Có người nói rằng, thông minh là thiên phú, còn thiệt lương là một sự lựa chọn. Trong câu chuyện này, đoàn khảo cổ đã có thể lựa chọn không làm bia mộ cho những xương người trên sa mạc. Nhưng chính sự lựa chọn của thiện lương đã giúp họ vượt qua được cánh cửa tử thần. Người lương thiện tạo phúc cho người khác cũng là tạo phúc cho chính mình. Cổ nhân có câu: "Giúp người là giúp chính mình." Ai cũng mong bản thân được thuận buồm xuôi gió, bình an vui vẻ. Nhưng không phải ai cũng hiểu rằng số phận và vận may được tạo ra bởi sự tu dưỡng và phẩm hạnh của chính họ. Quý vị thân mến, vận mệnh dường như là một đề tài buôn thủa và để lại nhiều tranh vấn. Có người quan điểm rằng số mệnh hoàn toàn do mình tạo ra, do bản thân mình quyết định. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng khi sinh ra bản thân đã có những số phận của riêng mình rồi. Nếu không thì tại sao có người sinh ra trong giàu có, nhưng có người lại sinh ra trong nghèo khó? Không có số mệnh thì tại sao có người cuộc sống thuận lợi, nhưng cũng có người lọc đầy khó khăn chắc trở? Nhưng qua những câu chuyện quý vị vừa nghe, hay những câu chuyện người thật việc thật mà quý vị có thể gặp, có thể biết ở đâu đó trong cuộc sống, thì có thể thấy rằng vận mệnh của mỗi người đã được an bài dựa theo những việc tốt và việc xấu mà họ đã làm trong quá khứ. Vậy chúng ta có thể làm gì để thay đổi vận mệnh? Tích đức hành thiện. Tích đức đầu tiên không phải bằng việc đao to búa lớn gì cả, đơn giản chỉ là ngôn từ mình nói ra hàng ngày. Là họa hay cơ hội, là yêu hay ghét cũng từ miệng mà ra. Bạn hoàn toàn có thể khiến người ta nhìn nhận tốt hay xấu về mình thông qua lời nói. Lời nói cũng chẳng mất tiền mua, thì tại sao không thể nói cho vừa lòng nhau? Hãy tử tốn nói chuyện với người khi tháo gỡ các vấn đề. Đừng lên giọng hằn học ta đây, đừng trách mắng người khác. Cách thu phục lòng người không phải bởi của cải danh vọng, mà là cách hành xử giữa người và người. Khi người ta vấp phải sai lầm, hãy dùng cách nói giảm, nói tránh và động viên để họ chấn tĩnh, họ sửa sai. Quát tháo chỉ khiến họ ghét mình thôi, để họ tới những suy nghĩ đen tối. Trong cuộc sống, bạn cũng đừng lạnh lùng quá. Một vài câu hỏi han đúng người, đúng hoàn cảnh sẽ âm nóng mối quan hệ, khích lệ tinh thần họ bằng sự động viên từ lời nói của chúng ta, chính là tích đức. Tích đức bằng cách giữ thiện trong tâm, không để tâm vẩn đục bởi những ý nghĩ đen tối. Muốn được như vậy, hãy theo đuổi chân lý đúng đắn, cách nghĩ lành mạnh, quan điểm tốt đẹp, không lệch lạc. Nếu trong đầu luôn tâm niệm một quan điểm sống lành mạnh, thì không gì có thể khiến bạn lung lay được. Tích đức còn bằng sự khiêm nhường của chính bản thân bạn. Người có tính kiêu căng tự phụ hay khoe khoang, đi đến đâu cũng sinh ra sự đố kỵ ghen ghét. Người thực sự tài giỏi không cần nói nhiều, không cần khoe mẽ, chỉ cần chứng minh bằng thành tựu. Tự khắc, người khác sẽ biết tôi. Buông bỏ tính kiêu căng, thêm bạt bất thủ, chính là cách bạn tích đức đấy. Tích đức bằng việc tránh xa những điều bất lương, giữ cho tâm trong sáng và tránh làm những điều sai trái đạo đức, làm hại người khác. Những tai họa của tương lai do những điều ác gây ra, vì thế hãy loại bỏ hành động sai trái này. Ngoài ra,
hãy tích cực làm việc nghĩa, điều thiện, đùm bọc những hoàn cảnh khó khăn. Điều đó giúp bạn sống thoải mái, sống có ý nghĩa hơn, bởi cho đi chính là nhận lại. Thứ hai, không ngừng học hỏi. Có tri thức chưa chắc có thể thay đổi được vận mệnh, nhưng không có tri thức chắc chắn không thể thay đổi được số phận. Chỉ cần bạn vẫn đang nỗ lực, cuộc đời vẫn sẽ có vô vàn khả năng dành cho bạn. Trong đó, không ngừng học hỏi là một cách tốt để thay đổi số phận của bạn. Học tập là một quá trình dài, kéo dài đến suốt cả cuộc đời. Thông qua việc học mà chúng ta có thể mở rộng tầm nhìn, tri thức, và quan trọng nhất là có thể nâng cao giá trị của bản thân hay thay đổi số mệnh. Ngoài ra, việc không ngừng học tập, đọc sách giúp bạn có cái nhìn chuẩn mực hơn về giá trị quan, nhân sinh quan và cả thế giới quan trong cuộc sống. Thứ ba, dựa vào bản thân bằng sự cố gắng và chăm chỉ. Hãy là chính mình trong cuộc sống và làm chủ cuộc đời. Bạn cũng giống như những người giàu có. Nếu có 24 giờ mỗi ngày để học, làm những việc đơn giản lặp đi lặp lại một cách nghiêm túc. Kiên trì có thể không thành công, nhưng bạn sẽ không thành công nếu bạn không kiên trì. Nếu bạn ngã 100 lần, chỉ cần bạn đứng dậy một lần, mọi người sẽ nhớ tên bạn. Do đó, khi bạn càng làm việc chăm chỉ, bạn sẽ có thể nắm được tất cả vận mệnh của mình. Vì trong sự cố gắng của bạn luôn ẩn chứa vận may. Cơ hội thay đổi vận mệnh của ai cũng có, nhưng vấn đề quan trọng là bạn có nhận thấy và nắm bắt để thay đổi hay không mà thôi. Quý vị thân mến, cuộc sống của chúng ta ra sao đều do mỗi người tự quyết định cả, bởi vận mệnh là ở trong tay mỗi người. Hãy lương thiện, hãy tử tế thì tương lai luôn rộng mở. Gieo nhân tốt sẽ gặt quả lành. Những gì bạn làm hôm qua và hôm nay sẽ quyết định tương lai của bạn ngày mai. Trong phần cuối của video hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Bên mẹ. Trước đây, mẹ tôi là một cô gái trồng hoa nết na thùy mị, được hàng xóm láng giềng yêu mến và tất nhiên được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Cuối cùng, mẹ đã chọn bố tôi, một viên chức quèn thấu hiểu tâm hồn của mẹ. Bố không thể cho mẹ nhiều thứ, đần trăng mật không, váy cưới không, nhẫn cưới cũng không. Nhưng theo lời mẹ, thì bố tôi đã tặng cho mẹ hai món quà tuyệt vời nhất: một vườn hoa xinh xắn ở sau nhà và tôi, tài sản lớn nhất của mẹ. Mùa xuân, tôi chập chững theo mẹ ra vườn thăm những bông hoa vừa hé nụ. Mẹ bảo rằng nàng tiên mùa xuân đã đánh thức cả vườn hoa và mỗi bông hoa tươi là một nụ cười của cuộc sống. Bàn tay mẹ chăm sóc nâng niu cho muôn nụ cười nở rộ, đưa hương thơm náo nức khắp vườn. Mẹ còn dạy tôi ghi nhớ từng mùi hương riêng biệt trong vườn, vì hương thơm chính là linh hồn của cỏ hoa. Tôi chẳng thể nào phân biệt giỏi như mẹ, và mọi loài hoa trong mắt tôi đều gói chung là hoa mẹ. Có lần hai mẹ con ra vườn chơi từ lúc mặt trời còn chưa dậy, mẹ ôm tôi vào lòng, hát những lời ru ngọt ngào như sữa, thủ thỉ các câu chuyện cổ tích về cô công chúa hoa, chàng hoàng tử lá. Bà nói với tôi đôi lời vu vơ: con có thấy hạt sương đang run rẩy trên cánh hồng kia không? Mẹ hỏi. Nó đang khóc đấy, vì chỉ chút nữa thôi khi mặt trời lên, nó sẽ tan biến khỏi cõi đời này, sẽ không còn được bên hoa nữa. Hạnh phúc nhiều khi đơn giản lắm, con hiểu không? Tôi không hiểu lắm những lời mẹ nói. Được sống bên cha mẹ như thế này tôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Và hạnh phúc lớn nhất của tôi là hàng đêm được ngủ bùi trong mái tóc dài mượt mà thơm ngát của mẹ. Mái tóc mẹ có một hương thơm kỳ lạ, vừa nồng nàn đắm say, vừa nhẹ nhàng thanh khiết, có khi quấn quýt không rời, lúc lại dịu dàng loan tỏa. Tưởng như tất cả các hương hoa trong vườn đã lưu lại trên tóc mẹ vậy. Mùa hạ ùa đến với những tia nắng sắt bỏng xen lẫn những cơn mưa dữ dội. Cảnh vật khô héo đi dưới sức đắng của mặt trời. Tôi ghét mùa hạ. Mùa hạ làm cho hoa lá ổ rũ và làm cho mẹ tôi mệt mỏi. Mẹ thường xuyên bị chóng mặt và ho dữ dội. Có lần mẹ còn bị ngất khi đang cùng tôi tưới hoa. Tôi chỉ biết ngồi khóc cho đến khi mẹ tỉnh dậy. Vậy mà mẹ lại dặn tôi rằng không được kể cho bố, rằng mẹ chỉ thiếp đi một chút thôi và mẹ tự dậy được ngay. Nhưng đến lần thứ hai, mẹ đã không tự dậy được. Mẹ được chuyển ngay vào khoa cấp cứu của bệnh viện. Tôi chỉ được bố giải thích là mẹ bị ốm nhẹ, mẹ phải sao tôi một thời gian. Nhưng tôi chẳng tin đâu,
Vì nếu mẹ bị ốm nhẹ thì đâu phải nằm viện, mà bố tôi đâu phải lo lắng đến sộc cả người thế kia. Ngày nào tôi cũng được bố đèo vào bệnh viện thăm mẹ. Dù mệt mỏi nhưng mẹ vẫn tự tay vắt cam pha sữa cho tôi uống. Mẹ cười rất tươi khi biết tôi vẫn chăm sóc cẩn thận cho những bông hoa ở nhà. Mẹ còn xin phép ông bác sĩ già được tặng vài giống hoa đẹp cho khu vườn của bệnh viện. Thấy mẹ như vậy, tôi cũng an tâm phần nào. Tôi xà vào lòng mẹ và hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có mệt lắm không? Mẹ phải nhanh khỏi ốm đấy nhá." Mẹ âu yếm thơm tôi và trả lời: "Ừ được rồi, mẹ sẽ nhanh khỏi ốm để đưa con trai mẹ ra vườn chơi." "Ừ được rồi, mẹ sẽ nhanh khỏi ốm để đưa con trai mẹ ra vườn chơi." Thế nhưng lúc về, tôi thấy hình như mắt mẹ đẫm lệ. Thấm thoát thu qua đông tới, thời gian trôi ngày một nhanh hơn và mẹ tôi ngày một yếu đi. Vào thăm mẹ, tôi giật mình thấy mẹ xanh xao quá và tóc mẹ rụng từng mảng. Tôi cứ mếu máo ăn vạ mãi nên mọi người đành phải cho tôi ở hẳn bệnh viện với mẹ. Một lần trong giấc ngủ mơ màng, tôi loáng thoáng nghe tiếng mẹ thổn thức: "Anh ơi, em sắp phải đi rồi. Em chẳng tiếc gì đâu, em chỉ tiếc con em thôi. Giá mà em được nhìn thấy con lớn lên, được đưa con đến trường, rồi con mình lấy vợ. Ước gì em sống thêm được vài năm, không, chỉ vài tháng hay mấy tuần nữa thôi cũng được. Sắp đến Tết rồi anh nhỉ. Em sẽ dắt con ra chợ mua lá dong bì gói bánh chưng, sẽ mua cho con bộ quần áo mới." Bệnh của mẹ tôi đã vào giai đoạn cuối. Tuy mẹ cố kìm những tiếng rên rỉ, nhưng nhìn vẻ mặt mẹ, tôi biết mẹ đang đau đớn đến cùng cực. Tôi nghe trộm được ông bác sĩ già nói với bố: "Tôi không hiểu vì sao cô ấy có thể trụ vững lâu đến như vậy. Thứ cô ấy sống đến bây giờ không phải là thuốc men nữa rồi, mà có lẽ là tình yêu thương. Vì mẹ tôi yếu quá rồi, nên mọi người không cho tôi được ở với mẹ nữa." Tôi một mình lầm lũi trở về khu vườn thân quen. Những cơn gió lạnh buốt sục sạo khắp nơi như muốn tiêu diệt nốt các mầm sống còn sót lại. Những bông hoa mẹ cúa tàn đổ gục xuống, những cánh hoa héo hắt và dập nát phủ dày trên mặt đất, chấp chốc lại bị gió thổi tung lên bay lả tả. Nhưng kìa, ở giữa khu vườn vẫn còn trơ trụi một bông hoa xinh đẹp. Dẫu cành lá đã siêu vẹo hẳn đi, nhưng vẫn bất chấp giá lạnh mà kiên cường sống. Tôi chạy vội tới, dùng cả hai lòng bàn tay che chở cho nụ cười cuối cùng của cuộc đời. Một cơn gió sắc như dao lướt tới, bông hoa xinh khẽ rung rẩy rồi gục xuống. Trong bàn tay tôi chỉ còn những cánh hoa rời rụng. Tôi òa lên khóc: "Mẹ ơi, mẹ về đi, con nhớ mẹ quá. Con chẳng thích bánh chưng đâu, con chẳng thích quần áo mới đâu, con chỉ cần mẹ thôi." Một buổi tối, bỗng nhiên mẹ yêu cầu bác sĩ cho tôi được ngủ cùng mẹ. Buổi tối hôm ấy suốt đời tôi không thể quên được. Mẹ tôi lại xinh đẹp như ngày xưa, da mẹ hồng hào, mắt mẹ sáng long lanh. Trên khuôn mặt mẹ không còn những nét đau đớn nữa. Mẹ không nói gì cả, mẹ chỉ cười tươi như hoa và ôm tôi vào lòng thật chặt. Tôi sung sướng áp đầu vào mái tóc thơm ngát của mẹ và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng gào thét và tiếng chân người chạy cuống cuồng. Tôi mở choàng mắt ra, mẹ tôi vẫn nằm yên trên giường, miệng thoáng một nụ cười mãn nguyện. Bố tôi quỳ vụ bên mẹ, thân hình cứng đờ như tượng đá. Tôi gào lên gọi mẹ, rồi lại gọi bố, nhưng không ai trả lời. Cô y tá vội bế thốc tôi ra khỏi phòng. Nhưng trước đó, tôi vẫn kịp nhìn thấy vị bác sĩ già lôi từ hàm răng sâu lạch của mẹ một chiếc khăn tay dì máu. Tội nghiệp, cô ấy muốn thằng bé ngủ yên. Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay
và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.